Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình tên là Nghĩa. Thì hôm nay chúng ta đã cái tập đầu tiên của Underground. Thì sau mấy bữa hôm nay mình lại quay liên tiếp những cái tập The Division để ra mắt cho các bạn coi. Thì tại vì chúng ta vừa sắp chuẩn bị có điều một cái DLC mới khá là lớn bên PS4 nha. Tại vì mình chơi PS4 cho nên nó có, đáng lẽ bây giờ đã có rồi, nhưng mà do là bên PS4 không có ký độc quyền với tụi The Division cho nên chúng ta có trả hơn một tháng là DLC Survival. DLC Survival bên PS4 chuẩn bị tới vào khoảng 10 ngày nữa. Từ cái lúc mà mình làm cái clip này nha, chứ mà từ khoảng cái lúc mà các bạn coi cái clip này, tại lúc đó mình còn chắc thời gian ra đi cho đều nữa, thì còn khoảng mấy ngày nó tính ra, nếu mà tới lúc mà mình đăng cái clip này lên thì cũng còn khoảng mấy ngày nữa là đã là có Survival rồi. Thì cái ngày lên, khi mà lên có Survival thì mình sẽ đăng cho các bạn coi. Thì cái đó là cái chế độ mới, tới lúc mình sẽ giải thích sâu. Còn tới cái Underground rồi, chúng ta vẫn chưa có, mình vẫn chưa có quay, mình chỉ quay mấy những cái tập trước là vừa mới đưa cái DLC ban đầu thôi, là gồm hai DLC free, một cái là Incursion với Conflict, là những cái DLC free đầu tiên, là gồm ba nhiệm vụ chính thì các bạn đã thấy rồi. Cái nhiệm vụ Clear Sky, Dragon Nest rồi Falcon Lost. Thì cái đây chính là cái DLC trả tiền đầu tiên của Underground. Và cái này bạn nào vô cái tòa nhà chính, các bạn sẽ thấy một cái cầu thang đi xuống như thế này. Và vô đây là cái khu vực trụ sở chính của Underground, mình sẽ giải thích sơ sơ qua cái Underground nó hoạt động như thế nào. Và khi bạn vô tới đây á, bạn sẽ được cho phép tạo những cái gọi là cái một cái hoạt, cơ chế hoạt động, một cái nhiệm vụ, nó đơn giản là một cái nhiệm vụ để các bạn thể làm. Và tùy theo mức độ mà bạn chỉnh thì bạn sẽ được cái phần hưởng khác nhau. Như bạn thấy là mình hiện tại mới có Underground rank 24, thì cách 5 rank các bạn sẽ được cho một cái unlock nhẹ để các bạn có thể có nhiều cái để có những có nhận được cái những cái phần quà lúc mà phần thưởng khi mà bạn làm xong cái nhiệm vụ nó như thế nào. Thì mình sẽ giải thích vấn đề luôn là hiểu bật thử cái operation Hiếu. Thì đây là Hiếu, tại vì mình để cho Hiếu làm operation, tại Hiếu có level cao hơn, tại vì người có level cao thường sẽ có nhiều cái để các bạn thêm vào, để thêm thắt vào. Như các bạn thấy nè, Hiếu vừa mới bật thì cái nhiệm vụ của Hiếu sẽ bao gồm 3 phase là 3 giai đoạn. Chúng ta sẽ có 3 giai đoạn. Và directive là có, Hiếu có tới 4 cái directive. Thì càng nhiều directive thì chúng ta càng được kinh nghiệm nhiều hơn, cộng thêm là Phoenix Redis nhiều hơn. Là bí lại 3 phase operation. Và vấn đề là nhiều bạn sẽ hỏi là tại sao là mình chơi theo phase và directive nhiều để làm cái gì. Thì cái vấn đề đầu tiên là nếu bạn nào xác định là mình đi kỳ đồ thì buộc là phase phải có nhiều. Phase là giai đoạn á. Đồ mạnh nó sẽ nằm ở những cái phase sau. Phase đầu đồ cũng mạnh nhưng không hẳn là mạnh bằng những cái phase sau. Để nếu bạn nào muốn cày gear thì các bạn buộc phải đi những cái nhiều phase lên, 1 phase, 2 phase, 3 phase. Thì các bạn buộc phải có cấp level nhất định để phải unlock được phase. Ví dụ như bạn sẽ thấy trên cái Underground rank như thế này, bạn sẽ thấy là khi mà mình lên level 30 là mình sẽ được thêm một cái directive là sickness. 25 thì mình được cái special force. Thì khoảng level 35 mình thì mình sẽ được level 35 như Hiếu thì mình sẽ được thêm một cái phase thứ 3 nữa. Khoảng level 20 là các bạn đã được một cái phase thứ 2 rồi. Khoảng level 10 là các bạn được phase thứ nhất. Không, hình như cái phase thứ nhất lúc nào cũng có rồi, quên. Thì level 10, 15 thì bạn sẽ unlock từng cái, kiểu như là cái đầu tiên, cái này. Là để mình, cái này mình không có cầm cái bản đồ operation thì mình sẽ hơi khó giải thích một tí. Cái đầu lâu mà các bạn thấy cái directive á là nó sẽ cho giống như là nó là Fog of War. Theo mình nhớ không nhầm là vậy, nó sẽ không có bạn chỉ dẫn, không có map cho các bạn sử dụng trong cái map này. Trong những cái nhiệm vụ tiếp theo là sẽ không có map, không có gì hết. Nhưng tùy mù lại các bạn sẽ được cộng thêm được kinh nghiệm. Nếu các bạn nào bỏ thêm cái này vô là tức là bạn tăng độ khó cho game á, đúng nghĩa tăng độ khó cho game là bạn sẽ được cộng thêm điểm kinh nghiệm. Thứ hai là hồi đạn, như bạn thấy có hình viên đạn có hai mũi tên á. Thì cái vụ hồi đạn này là các bạn mỗi lần mà bạn hồi đạn á, cái băng của bạn đang còn bao nhiêu viên mà bạn giục cái băng đạn đó đi thì bạn sẽ mất luôn cái băng đạn đó. Nó sẽ áp dụng cái băng mới, thì cái này nó sẽ thực tế hơn nhiều, nhưng mà buộc là các bạn phải bắn rất là kỹ. Bắn kỹ hơn những cái khác nhiều, chứ không phải gặp cứ ngứa tay là bấm nạp đạn là nó nạp đạn, tại vì bạn mà nạp đạn kiểu đó thì nó hết đạn lẹ lắm. Nhưng mà đối với Underground mà bạn đã dùng cái này rồi á thì đánh rất là khó. Không phải khó mà còn cái giới hạn đạn của bạn nữa. Cái thứ ba là mày thấy viên đạn đó là Special Force. Special Force là những cái con quái này nọ nó sẽ có thêm những cái viên đạn mà đạn lửa hoặc đạn choáng này nọ kiểu nhiều hơn.
Nhưng bù lại những cái directive như thế này là những cái thêm thắt thêm vào á thì bạn sẽ được đều được điểm cộng thêm điểm kinh nghiệm. Hiếu, tìm đồng đội đi Hiếu. Ok. Matchmaking đi Hiếu, tôi giải thích tiếp rồi. Rồi còn cái hình chữ thập này là chúng ta có như bạn thấy là mình chuẩn bị ở unlock rồi, sickness. Sickness level tới level để coi level 30 chúng ta mới có nhá. Sickness thì khi mà bạn vô nhiệm vụ bạn sẽ bị mất máu liên tục, thì nó cũng là cái khó, mất máu liên tục nhưng mà nó cũng là cái hay và các bạn buộc phải hồi máu và các bạn không thể đi đâu được, đánh là phải đánh liên tục, hồi máu liên tục. Với lại cái đó cái này khá là dễ, nếu mà tính là mình thấy là dễ. Hồi máu thì các bạn có thể hồi máu liên tục vì tại có skill này nọ hoặc là thanh máu ví dụ vậy, tại đi cái này cũng khá là ngắn. Tuy nhiên còn một cái tại vì cái 5 ô lần nếu mà bạn nào đi mà bỏ hết 5 ô thì nó một cái chuyện khác. Cái ô thứ năm, cái ô cuối đó, là cái ô cái là một cái skill giữa, hình như level 15, 10, 15 là các bạn đã có rồi, cái đó là max skill. Thì cái max skill này nó còn căng hơn những cái nào. Max skill nó sẽ là nó sẽ khiến cho bạn là kiểu như là bạn muốn đi thì mỗi lần đánh á, bạn dùng cái skill bên trái R1 đi ha, L1 đi ha, thì tự động skill L1 cộng với R1 đều bị delay hết. Là có nghĩa là xài skill bên trái thì bên skill bên phải bị delay luôn, cả hai đều bị delay, một trong hai skill đều bị delay. Thì ngược lại R1 xài thì L1 cũng bị luôn. Ngoài ra chưa kể nữa, nếu mà bạn nào xài ultimate skill thì đồng đội của bạn bị hết, đồng đội của các bạn bị delay skill luôn, delay hết nguyên một đám. Là cho nên là có như là một đứa chỉ xài một một ultimate skill cùng một lúc cùng một lần thôi, cho nên nó khá là căng. Vì vậy nên đó là lý do tại sao mình hồi trước là mình muốn nói với bạn là tại sao để mình nên giải thích đến bạn nó mua heo heo hơi hai cái hướng khác nhau. Nếu bạn nào muốn cày đồ á thì nên đi 4 phase, nếu mà bạn đồ của bạn đủ mạnh 4 cái directive. Còn phase thì các bạn đi cái đi max 3 phase là các bạn sẽ có đồ ngon hoặc những cái phase cuối cùng như thế này. Gặp cái Hiếu là đang đi đúng theo cái hướng mình chỉ đây, thì 3 phase 3 giai đoạn, tại đồ mạnh nó nằm ở giai đoạn cuối. Còn directive thì các bạn bỏ 4 cái thôi, trừ cái max skill ra. Nếu bạn nào đang cày đồ, nếu bạn nào đang cày đồ, tại vì các bạn sẽ bỏ thêm directive, nó chỉ tính thêm điểm kinh nghiệm cho bạn thôi chứ nó không có tính thêm ghi mạnh hay nhẹ gì cho bạn hết. Có nghĩa là bạn bỏ càng nhiều thì ghi nó cũng không có mạnh hơn được bao nhiêu. Cho nên bạn bỏ 5 cái thì nó sẽ rất là bất lợi vậy nè, từ từ trừ khi là bạn quá mạnh hay gì đó, bạn không cần skill nhiều ví dụ vậy. Thì nếu mà bạn muốn cày đồ thì 4 cái skill là được rồi, 4 cái directive là được rồi. Còn nếu bạn đang muốn cày đồ thì một phase ở là muốn cày kinh nghiệm của underground á thì một phase một giai đoạn mà năm cái Nghe mà nó cái tôi đôi tiếp nghe luôn. Ừ đó thì mình cũng nói chỉ giải thích sơ sơ vậy thôi. Đó là lý do tại sao cái phase này mình đi nó như thế này. Chúng ta vô nhiệm vụ luôn. Bị ổn nha Hiếu. quẩy lên quẩy lên Thì hôm nay chúng ta có sự góp mặt của Hiếu BD. Mình không có BD nha các bạn. Đã xuất hiện từ những tập trước quay The Division với mình rồi. Là có thể Hiếu sẽ quay The Division chung với mình trong một khoảng thời gian dài nữa. Hiện tại là mình có một cái server Discord này, nếu bạn nào mà muốn tham gia theo dõi nhóm chơi game hay là quay nói chuyện chung thì bạn có thể tham gia thoải mái, mình sẽ để link trong phần giới thiệu phía dưới nếu bạn nào muốn tham gia nói chuyện chung với nhóm. Đi Ok, chúng đi ta đã đi xuống rồi. Chưa gì nó rút máu luôn rồi nè. Tôi đang tính test cái cây súng mới 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 lấy từ cái trận trước nè. Tự nhiên tôi được cái hộp Fuel Proficiency ấy, nếu mà đánh bắn nhiều thì bạn thấy là nó đang giảm máu rất là nhiều. Tuy nhiên Underground có nhiều rất là nhiều map khác nhau. Tùy là một là giết hết, hai là investigate là điều tra. Investigate thì bạn chỉ cần chạy ngang qua thôi, các bạn không cần phải đánh mấy thằng này. Mà mấy thằng này nó phát hiện ra rồi. Đây bạn thấy máu nó cứ rút từ từ vậy đó. Là cái sickness. Ôi bắn một cái nhẹ 70.000. Hiếu ơi. Cây này kinh quá Hiếu ơi. Bắn một cái nhẹ 70.000 nghe Hiếu. Bữa nào cũng coi lại cái clip của tôi đi Hiếu. Để thử test spray Hiếu ơi.
spray bình thường ba mấy, năm mươi mấy ngàn. Cái này cũng được. Ủa, cái năm mươi mấy ngàn là ngon chứ. Cái này nó còn hình như có charm hay sao ba. Không có, không có, không có. Bắn này thoải mái rồi, không có đông. Lạc đây này ở đây nó không có đông, này bắn gì dễ rồi. Ôi, cây này 80-90 ngàn không rồi Hiếu ơi. Ngon vật lờ luôn Hiếu. Đây mình coi lấy mà không biết cái mức độ spray nó bình thường là 50 mấy, 60 mấy ngàn. Còn thanh niên này nữa nè. Thế nó lên nam bình thường ngay mà dưới ngực á là 20 mấy ngàn, 24 ngàn. Mấy bồ ơi, cho xin tí máu nào. Mình vừa bơm máu cái nó bốc máu luôn nha. Phạm vi gần 70 mấy ngàn, 70 ngàn. Ngon, cái này ngon. Ngon. Tính hơi. Cái này generator cực kỳ ghét ba cái generator. Nó ra nữa luôn. Defend mệt. Defend mệt cái này em. Sao hôm nay Hiếu nói gì BD vậy Hiếu? Hãy nói to lên coi. Nó ra nè Hiếu. Tiếc nghĩ là tôi nên ủa có đồ vàng nè. Ủa tôi vừa mới thấy cái gì đó vàng vàng. Sao giờ nó mất tiêu rồi? Cái phù sơ. Tôi tưởng đồ vàng qua nhìn nó bao giống đồ vàng luôn á. Nghĩa gãy. Biết vậy tôi biết tôi gãy mà ba. Mà đam vẫn ngon, trồ má 60 mấy ngàn. Bắn 60 mấy ngàn không rồi Hiếu ơi. Cái lâu lâu bút nhẹ lên cái 90 mấy ngàn. Đã vừa cái lần. Má đã vậy. Bắn cái bọn LMP này á. Má tụi nó có mấy thằng Melik á, hồi máu á, có chịu vải cái lái. Ừ cái này nó khác nha. Không mà đây phần có nhiều nhiều phe nó có. Cái này không hồi skill được bây. Sai rồi. Sai rồi Hiếu à. Mấy cái cây này nó chỉ cần có nó bỏ cái talent sàm sàm chia đi á. Một tôi có một cái talent sàm sàm trong cái súng này nhưng mà được cái này nó bắn ổn định, nó không bắn không có giật như cây kia ba. Cây kia tôi xài cũng ngon á, nhưng mà nó giật tung chảo. Cây này nó không có giật. Ông reroll lại cái talent đó. Ông tôi reroll một cái talent rồi tôi cho nó destruct tiệp á ba, nhưng mà tôi muốn một cái talent khác nữa ba. Bỏ nó có hai cái talent sàm sàm lẫn. Nó có hai cái talent sàm sàm và cái talent là kiểu như là ông bắn chết một thằng thì nó tăng 25% là nó sẽ hồi đạn lại cho ông. Vậy ngon rồi, đi đỡ tốn đạn. Nhưng mà tôi không cần đạn quá, đạn thiếu trả gì quá. Đi ra ngoài thì tóc lại. Còn cây này thì deadly rồi, khỏi nói rồi. Cây cũ hơn deadly, destructive. Hút máu nữa ba. Không, cái cây tôi đang cầm là hút máu nè. Còn cái cây kia là deadly, destructive. Hai cái luôn. Bốt đi vô đắt lo đó ba. Còn cây này thì có destructive deadly sẵn luôn, nhưng mà cái commanding nó chứ sao á, nó không cần thiết tại cái lựa đồ ngon á, đi mốt quay dark zone của ta. Giờ dark zone vui lắm mà, giờ vô dark zone không đi farm đồ nữa mà, giờ vô dark zone là đi bắn lộn mà thoải mái lắm. Vui lại mà có đồ vàng trong đây nè, unlock đi. Hình như có cái lock pick gì á. Tụi đồ có đồ á, có đồ á. Bữa tôi lock pick chỗ nào thì vừa mới lock pick cái nó có đồ qua. Má ăn cái bom. Có tool hả? Lúc trước tôi mở ra được cái gì mà sẽ lắc cây gì. Nguyên một set, ghi set luôn. Mà lẩm đồ lẩm nha ba, chứ phải đồ chứ phải là đồ để đi đánh boss rớt nha ba. Cái này đây, hồi máu là mới được. Nhưng mà giờ ghi xét nó cứ có phế sao á. Có Jamming Device nha. Nó tắt cái skill á. Đúng rồi. Bên kia. Vô phòng luôn rồi. Wow. Sao Hiếu gục luôn rồi Hiếu. Sao lưng người ghẻ. Qua một bầy luôn vậy. Bật skill đi. Gục luôn rồi. Sau lưng á. Cái nếu mà ông gục thì có skill nó hồi là hết rồi. Đó, vừa mới nhắc luôn. Đồng đội hiểu ý nhau rồi là
ổn 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 tôi ổn tôi ổn tôi ổn thật sự Hiếu rất ổn. Chọc nãy không có hạ skill được. Đang chạy lại nè, đang chạy lại nè. Việc bạn vô tới cái map này rồi bạn. Đó, hạ skill được rồi nè. Ngon vô đây. Jamming device active. Nó đam thường thôi, có 40 ngàn rồi đã color. Bắt đụng Hiếu. Trời ơi, cái mày ở đây nè. Hồi nó tán tôi biết tôi bắn. Đợi đợi, đừng có chạy ra đó, đừng có chạy ra đó. Nó tán tôi biết đâu chứ. Này sắp chết rồi, này sắp chết rồi. Đâu rồi, nó chạy đâu tôi rồi. Ờ nó chết rồi. Mà nó tán được tôi biết đâu chứ. Đi Hiếu. Cái jam nó bị hủy rồi. Ừ tôi bắn rồi, nãy tôi bắn rồi. Ok này bọn nó bắn được cái nó bắn không giật quá. Tôi gắn cái nòng giảm thanh vô nữa chứ. Nghe pop 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 pop. À đồ quá sao tin. Nhưng mà nhiều fast ray nó hơi giật giật. Nhưng mà dù sao giật cũng đỡ với cái cũ à. Bởi cái thanh niên chậu bom. Chết. Bây giờ tính ra cái đi này dễ hơn mà đồ nó ngon hơn nhiều. Nhiều cái bị cái mấy cái face cuối nó đánh nó căng nó giống gì á. Face cuối nó đông thôi à. Nó đi và face cuối mà ông kiếm mấy cái gì á nó dễ. Vì face cuối mà nó cho ngay cái khúc mà ở ngay cái chỗ ga tàu điện ngầm á nghĩa. Má không có chỗ cover, cái đó mới khó. Chứ kiểu còn face cuối. Ờ face cuối mà đi có ngay mấy chỗ này có chỗ núp thì khỏe rồi. Tới tiếp rồi. Ừ, ở đây nè. Ở đây, nè. Núp rồi nè, núp rồi nè. Đợi cho nó xuống á. Đi hướng nào đây? Ờ đây là hướng này, hướng này, hướng này. Giao vũ nó. Vô liền cái gì. Ôi chết cha bấm nhầm nút rồi. Tại vì tôi cứ quên tay, tôi cứ quen tay, tôi bấm hồi máu rồi, thôi là hồi đạn hoài luôn. Ôi, chạy vô nè. Giờ tôi mới biết là cây này có súng ngắm, có đồ ngắm rồi đó. Cái đồ ngắm nó đang xài, nó ngắm được. Bật R3 cái nó ngắm. Ngắm được mà. Ôi sao thằng này đâu luôn, sao ra vậy. Không có skill rồi. Giờ nè. Ngon. À có smart cover mấy bạn, tha hồ cover. Cover là cứ có đam. Ồ nó tán nhiều cũng dính đó hả trời. Ra nữa rồi. Đây. Tin vào ở sau mình. Không có boost không? Không, thằng kia xài boost hả? Thì thôi khỏi sợ. Bởi vì khỏe. Nó biết đi chứ. Nhưng mà để boost rồi thì tôi để smart cover rồi, khỏe rồi, team không giờ sợ chết. Ngon lắm luôn. Má có smart cover đỡ. Má nãy giờ tôi bắn bừa quá à, mà tôi nạp đạn liên tục. Má lại giờ cái ảnh hưởng hồi nãy chơi cái mấy cái kia má. Đâm ra giờ cứ nạp đạn liên tục. Em hiểu. Mấy đứa nào mà không có DLC khổ. Thôi cứ đánh cái này tôi thấy đánh dễ. Lady first. Không thèm xuống luôn mày. Đây có một cái medkit. Hai đẩy kia. Hai đẩy kia. Rồi đây đẩy này đang đi xuống nè, từ từ. Cái chỗ này đẹp nè, chỗ này trong trailer nè. Có restart. Má không? Má vừa mới nhắc luôn. Gì nhắc gì? Má ngay mấy chỗ này khó núp lắm mà.
Mình mới phase 1 rồi ba. Thì đó mà. Hiếu nên nhớ là chúng ta đang chơi có sickness nữa nha Hiếu. Đây có gì đây? Ông bóng cái này nó trong kinh nghiệm nè. Ừ, mấy chỗ này khó cover nhưng mà ổng lùi ra sau ngay chỗ đó đó. Có cái tảng đá này nè, cover được. Rồi, chạy. Có ai đâu chạy ra. Ôi, cái gì? Thường là có nhưng mà chỗ này không có. Có đó bà, Elin ngay kìa. Push cái nhảy, à đây có cái lỗ. Đồ. Chỗ này khác à. Chỗ này lạ. Chỗ này lạ, ờ đúng rồi. À không, à cái chỗ này ngay cái chỗ hòm vàng mà. Tôi chết ngay chỗ này mà. Mà sao ông nghe ông nói cái làm nhục chí anh hùng quá ba. Tôi chết đi. Ừ, hồi đó tôi chết. Hồi đó tôi chết ngay chỗ này. Đó mới nhắc đúng không? Mới nhắc là có đứa gục liền. Nhảy gục liền. Cái đó gọi là yếu máu. Gặp không có hồi. Trời má. Tôi bấm cái thùng rồi đó, tôi bấm cái thùng luôn rồi đó Hiếu. Nó không thèm đặt xuống luôn là không đặt. Đó, giờ mới ra nè, từ từ. Ủa bị xem hay là bị disrupt người ta. Bị disrupt hay gì á. Mà đúng lúc là tôi bấm được, nhưng mà tới lúc tôi xài á thì ra chuyện khác quá. Không có cái nòng ngắm này đỡ ghê. Tụi này đam cao chứ. Bắn nhanh. Tính ra tụi này đam lớn chứ mà. Tôi bắn cái đầu. Mà nó không chết nữa thôi tôi nghỉ game luôn. Rồi, nó bắn hướng nào này. Biết ngay nhưng mà tôi để sẵn rồi ba, khỏi. Này riết bắn như CSGO vậy ba. Bắn không cần ngắm. Bắn riết quen luôn. Vâng, và Hiếu đang bị bắn sắp mặt lờ ở đây nè. Ờ, nó cái hầm vàng nào má, vàng không nè Hiếu. Vàng quá trời vàng luôn Hiếu. Bữa tôi đi face cuối tôi thua ngay đây nè. Má làm nhục chí quá. Thì mà ngộm đi. Sao đánh sao mà để thua đi. Khúc đánh là ông cũng hình như cũng generator luôn nè. Khúc ông đánh lúc mà ông giết hết cái đám đầu đúng không, nó ra thêm một đám nữa đúng không, xong rồi ra đám cuối là có chùm á, là tôi ra cái đám cuối cái là nó một lớp sau lưng á, bốn thằng đéo biết con mẹ gì hết, bị bất ngờ à, bị surprise motherfucker. Gục luôn. Ờ, gục luôn, gục hết 4 thằng luôn. À, không kịp ngáp luôn á. Má, cái thằng này tôi tặng nó những 2 băng đạn mà mỗi băng 64 viên đó Hiếu. Ô, má tôi vừa mới chạy xuống đó ông nội. Giờ chúng ta hướng nào? Nó dưới này nè. Rồi, biết rồi, đây đang đi nè. Má không, nè, bữa chết ngay đây nè. Có restock nè. À, bữa chết ngay đây nè Nghĩa. Restock nè. À. Chết ngay chỗ mặt lờ này nè. Đâu, restock đâu. Nè, restock nè. Ủa, lên 100. Ê, chết mẹ, bấm nhầm nút quen tay hoài lắm. Đúng chỉ chơi kia sao có quen tay hoài luôn quá. Thôi khỏi Hiếu khỏi. Ừ, thì tôi cũng đâu. Má nó đá tôi ngược lại. Tôi cũng đâu tỉnh cú đâu à. Má Hiếu thăm vực là. Không liên quan chứ tôi đâu thấy restock ở đâu à. Restock ở đâu à. Nè restock nè ông nội. Thôi thôi lưng ông đó ông nội. Má ông nội ơi nha. Đá đá ông nội. Chơi cần quá. Chơi quá liều. Thôi, nhìn nạp đạn liên tục cho rồi. Lần sau có hộp restock sợ quá gì. Chỉ sợ kêu bạn đã hết, được cho phép restock this. Đồ mà có chờ đó nữa hả, mới biết luôn. Ý tôi nói là lỡ thôi không. À, coi chờ, chờ đó chắc cũng vui lắm mà. Bạn đã không được phép restock nữa, tại bạn restock nhiều quá rồi. Chúng tôi hết đạn để cho bạn restock rồi. Bạn xài đạn hao và color. Làm tôi nhớ tới hồi mà tôi đi Củ Chi á ba.
Má cái gì mà quân sự á, đi củ chi gì á, là ông bắn một viên 35.000 vượt cơ lơ. Đúng rồi, ra đạn tới... nhà nước đâu phải đạn. Ra tới đạn nhà nước đâu phải đạn. Ờ đó. Nó ra, nó ra. Ra tới địa đạo của chi hả, rồi xong cái lúc mà năm lớp 11 á, cái nó cho tập bắn á. Mỗi đứa đóng 70.000 để bắn được 2 viên. Tôi vô tôi bắn đại phục. Trúng hết sọt cái kiểu. Đùa hay ba. Má. Cái set vô. Cái set vô hay ba. Không tính làm deadshot. Trời má, tôi bấm hồ máu luôn rồi mà vậy á. À, để kia ra khủ rồi. Ok, thank you. Má, tôi giống như tăng cơ gì, đam cao vừa cờ lợi, nhưng bù lại máu tôi yếu quá. Vậy liên quan đéo ba tăng cơ làm gì đó, máu yếu ba. Ông ấy là tăng đam á ba, chứ mà là kêu tăng máu ba. Tăng máu là kia, ông đâu cần đam chi ba. Tôi nghe ông nói tăng là xong cơ. Nhưng mà bị cái tôi đam tôi thì cao, nhưng mà máu thì cứ bê đê sao ba. Hãy như Hiếu nè. Sao chỉ có phu sao? Lao lên có chừng một. Lao lên có chừng một xíu còn không dám lao. Đó, Nghĩa đang bị bắn. Hên quá, Nghĩa đã về kịp lúc. Nghĩa xong mình tiếp đây. Rõ ràng là mình đã có máu. Đây. Có cái đồ hoàng đảo quá. Sao mà bạn ăn kêu cuối không vậy? Hiếu đã có Striker rồi Nghĩa à. Hiếu đã có Striker rồi Nghĩa à. Hai bộ Fire Quest luôn Hiếu. Anh cứ đi à, đừng ngắm ngay hạnh phúc đã sao. Má, tôi được hai cái bộ Fire Quest luôn á ba. Rồi Fire Quest bỏ đi. Ba món rồi Nghĩa à. Ba món rồi Nghĩa. Món gì? Ba món Striker. Striker hả? Trời ạ. Tôi đâu biết phải Striker đâu ba. Ông biết cái pha của tôi là nhiêu không? 37.400 luôn nhỉ. 7.000. Má fire. Nhiêu. 7.400. Firearm là. Ừ, firearm. Kinh vậy. 7.400 luôn. Ừ, 7.400 luôn ha. Là đam cây chính nhiêu? Đam cây chính ha, BBS 273 còn cây em quanh đây là 435. Ủa gì vậy, ông lên cái đó cao chứ, tại ông đánh Striker mà sao như bộ đam thường gây được nhiêu? Đam bình thường chưa thử, để xíu hồi thử phay 2. Ủa khoan xí, còn một đồ thanh niên áo lá, còn một đồ nữa mà có gì quên lẹ vậy ba, cho đồ free không lấy thanh ba. thanh niên áo đá giờ không biết được lắm á. Không biết là lên mà nó không thèm check luôn ba. Má, đi một cái không hết, tốn hết 20 phút rồi đó. Thì cái này nó tối đa là under 30 minutes mà. Còn 2-3 phay nữa chị, 2 phay nữa. Mới xong phay đầu ba. Phay đỉnh. Come on baby. Má có sai cơ rồi. Vậy mà Hiếu làm như phim set vậy ba. Hả? Đang trên channel của Nghĩa mà. Phải ớ các chuyện. Ủa mà nãy ông bắn cái đam thường nhiêu? Có ba mấy ngàn à. Lên rít nãy chưa. Rít lên bảy mấy á. Nãy là chưa bận cái ba lô vô. Mới có hai ba lô thì firearm nó lên nhiều. Nên giờ mới thử nè. Giờ bắn thử rồi. Xem như thế nào. Lên được không thì để tôi build thử cái Striker thử ơi. Thì tôi build cái Alpharis xong rồi. Alpharis bây giờ đang là Alpharis bây giờ đang là meta của tụi Dark Zone đó mà. Tại vì ông chơi Alpharis á, ông nếu mà chơi Alpharis á được cái đỡ tốn tiền rồi cái ron mấy cái talent ba. Tại vì ông với cái cây ngon của ông không có deadly đúng không? Ông kiếm đại cây nào dũng dởm ông không xài mà có deadly ông quăng vô cái nó ạc đi cái talent của hai của cây phụ lên cây chính luôn. Đâu tôi coi. Alpharish này là nó
If the Ryman second rail in the same category, they both gain. Oh. Own of a unique active talent. Đó, có nghĩa là cái cây phụ của ông á mà có sai lầm gì á là nó acti nó đè lên luôn cây chính, có nghĩa là một cây súng chính của ông á nó được acti tới 6, được tới 6 sai lầm lận. Nó mất kinh nhà đâu để thử coi. Bởi vậy ngon, đầy nó có vụ mà hồi máu. Ừ. Mạnh đi chỗ hồi máu, với là cái nguyên một set của nó mạnh nó khoảng nguyên cái set 4 máu của nó là nó acti tới 6 cái sai lầm lận đó, nên là ví dụ nếu mà ông không cần ông không có nếu mà ông không cái dù ta là nó không có bật lên sẵn á mà ông đổ bốn món là cũng nó tiếp sạch luôn đúng không, nó tiếp lên hết luôn đúng không? Không, có nghĩa là những cái challenge nào mà nó đã được acti sẵn rồi á, có nghĩa là được phép acti á thì nó mới acti đè lên, còn như hiệu cái đó mà ông thiếu cỡ 500-600 firearm á nó mới acti á thì cái đó nó không có tính, mà chỉ có cái challenge nào đã được acti rồi thôi. Thì tính nếu mà nó làm như tôi nói thì nó OB quá. Đúng rồi, nếu mà làm như ông nói thì nó OB vãi đái rồi. Tại vì ông không cần mấy con set kia nữa, ông cứ cần fire crest miễn đủ. Lo nói chuyện qua lấy đạn luôn. Ở đây nó có nè, đi ông sao ba. Quên. Tại tôi nhớ bên vòng đây có mà. Đâu. Ở bên ngoài có, như trong này cũng có mà. Đâu? Nói này. Hình như Hiếu sai rồi nghĩa hả? Nghĩ gì mới chạy ra ngoài đó Hiếu. Hình như Hiếu sai rồi nghĩa hả? Má giờ chạy ra ngoài lại đâu ba. À nếu mà vậy nó đỡ OB hơn. Nhưng mà cũng ngon. Đỡ, ông đỡ tốn tiền gom đồ quá, chứ không có gì á. Mà làm sao có cái đồ nào bù lại nữa? Tại vì á, đa phần đồ của tôi á, cái talent kích hoạt cũng nhờ là một phần là performance mod cái kiểu mod này nọ kiểu nó mới up kích hoạt được mấy cái deadly này nọ kiểu, nhưng mà nó cũng không cao lắm, không cần phải cao lắm, nhưng mà muốn đánh là cũng phải vừa đủ thôi. Thì cái bộ mà nếu mà tôi cần một cái Alpha Bridge nữa tôi đừng gục. Hiếu đã gục. Má nguyên con đỉ. Không thấy cũng không thấy khác nhiều lắm, cũng 4,000 à. Trời. Em lỡ lời. Không khác nhiều lắm, có 4,000. Có đam trắng với đam xanh đó hả? Đam trắng với đam xanh đó. Đam trắng với đam xanh 40,000 kinh gì ba? Còn thằng mập đó nữa. Trời, nó nhảy lầu. Chỉ mập đù. Nó nhảy đúng rồi đó. Nhảy không thường quan tâm con mẹ gì luôn, nhảy là cầu boss. Tôi biết tôi còn cũng giống ông nè, lâu được 8,000. Còn grid của tôi lên tới 100,000, nãy có pha kéo lên 100,000, 900,000 á. Còn bình thường á, rít thường á, rít một cam á là 40,000-50,000. Đúng rồi, tôi cũng vậy nè, 40,000-50,000. Vậy thôi được rồi, đủ xài. Nhưng sao ông vẫn 250 vậy ta? Đồ chưa full mà phải không? Còn thiếu một cái phải không? Đúng rồi, còn thiếu một cái. 256. Fabrice giờ đang là meta mà, tôi mượn 7 cái set này của tôi tới 2 cái rồi. Một cái. Ủa sao tôi? Ủa tôi bận 256 hết rồi mà ta. Mấy cây súng của tôi mới có 229 à. Cái súng lục có chi ba? Đúng rồi, súng lục cũng 229. Từ bởi vì còn thấy lâu mà có mấy thằng nó 253. Thật ra là do cây súng lục của nó mạnh quá, nó không muốn đổi á. Chứ không phải gì á. Nhưng mà cái đó trừ hay là ông build mấy cái kiểu ông đánh kiểu như cầm siêu á, mới cầm súng lục thôi. Còn chứ ông đánh như tôi thì cần đâu có đụng đâu qua đụng súng lục đâu. Cái súng lục điện có nãy hồi nãy à. Tôi có xài súng lục đó hả? Kiểu như chuyện nào ông hết đạn lắm luôn rồi ông mới xài súng lục mà. Còn chứ tôi đâu có xài súng lục đâu. Ở cái chỗ này tôi đúng khó ưa luôn, nó có charm mà nó còn ở dưới nó khó bắn quá cơ là. Rồi cô tư đi đứa. Rồi bây giờ xóa đi, không còn bị ảnh hưởng bởi supply nữa.
trong Nghĩa sắp sắp mặt lờ lo gì. Nghĩa sắp sắp mặt lờ rồi. Ê, sắp tới rồi nhé, sắp tới nhé, sắp tới nhé. Đang bắn nè. Gục nè, gục nè, gục nè. Chạy không kịp á. Đây tôi bắn nó chưa. Nó chịu người tôi luôn ở đâu. Đang bắn nó, nó ngắm, ngắm mình ông rồi. Ừ, nó không ngắm, ai khác ngắm mình ông rồi. Thằng kia gục rồi, đi tôi cứu thằng kia. Mình chạy không cứu nó được. Được, đang chạy qua nè. Tôi bắn phụ chưa. À, đồng đội là phải vậy chứ mấy bạn. Đỏ qua từ này cái tụi LMP này à, tụi nó ít medic qua. Má chứ ông đánh mà thấy có medic nhiều quá, bắn đúng nản luôn á ba. Thì biết mà cái đám gì á. Với lại cái đám mà cầm nguyên cái búa hay gì á ba. Dí dây vật cơ lờ. Ờ, đập đập á ba, mấy cái đập không còn dính lửa nữa đâu chứ. Ê, bơm máu không? Đã đập mà còn bị dính lửa nữa chứ xàm thiệt chứ. Ông xài cái Battle Force thôi, tự nhiên nó đập cái. Tưởng mình nếu mà ông bình thường ông bắn nó bắn đạn vô người ông mà ông dính máu đạn lửa không nói làm cái gì. Nó cầm cái búa cái con mẹ gì cầm cái rìu thôi nó đập cũng dính lửa. Xàm thì chứ. Má phi lưu chức vải cái đáy. Phi lưu chức vải lộn. Còn ai đúng không? Còn hai hàng đĩ kìa. Bảy mấy người. Ôi, có bé gục rồi, có bé gục rồi. À, ồ, sao bé không chạy. Nó ra nữa. À, chuẩn bị tinh thần đi. Ủa? Đâu? Gì nữa? Đâu hết rồi? Locate the supply, còn cái supply nữa quá. Đây. Locate, giờ locate đi đường nào? Nè, nó chỉ nè. Sao tôi không thấy? Ai biết không? Ủa? Có nhiều pha tôi cũng không thấy mà. Lỗi nè, đi theo tôi nè, tôi thấy nè. Nó cập, nó update chậm mà. Phải cái update chậm. Má, ông xài hàng China rồi, điện thoại China nó không update. Phải. Má, coi hàng US nữa không? This. Tôi vừa mới vô cover thấy mẹ luôn rồi. Thằng engineer thấy mà. Ôi, nạp đạn của bố ơi. Hình như có tram hay con mẹ gì á, hình như có tram á. Để tôi chọn. Dù nó ra bắn hết rồi, hãy vô kiếm cái supply. Nó có tram. Để không nó active. Nó active thời gian á. Biết rồi. Chắc mà tụi này nó đánh vòng vòng dưới đây thôi à. Nếu mà nó chạy vòng đây thì tất nhiên supply nó gần ở dưới, cao lắm ở dưới. Thì đó, ở đó à. Supply. Team này mà đánh ngon là đi ngon nhanh liền. Ừ, team này ngon mà. Dạ, được xuất. Cái này chạy vòng ấy. Nghĩa nó ở dưới đó. Nó KTF mà nó làm nó bắn luôn cái tưởng như thế nào. Như là ông xài cái mobile cover phải không? Hả? Không. Xài cái smart cover á. À đúng rồi, quên lộn nó lộn rồi. Vãi mồm. Dùng chơi biết nhiều quá nó đá. chơi có gì đó. Rồi đó. Chơi nhiều quá nó đá. Ngáo đá thì chứ lối này cứ mobile cover hoài. Mobile cover mới vô mà cứ có mobile cover please không? Please guy, do you know glitch? No! Fucking lost 3. Đó, fucking lost 3. Do you know glitch? No! Rồi ai đi ba. Còn chơi gì? Chỉ kết khỏi nhau. Để biết là glitch thì thôi. How đi. Nó hồi đó rảnh đi ngồi, không có gì làm á, chưa có cái chưa có mấy cái này cái khó và cờ lờ cái bát anh được vào á. Nó tính ra giờ ông cái đồ của ông hả, hồi đó ông bỏ thời gian ra cày, giờ cái đồ ông nó phế toàn tập phế lắm luôn á. Cày do cố giờ má underground ra nó phá vỡ mọi định lý, nhưng mà tôi nghĩ nó chắc survival thì giờ nó cho mask
match chỉ số 256 mà ông cày không cần survival ông đó lên 256 thì chắc survival chắc là nó kêu là cái survival là một cái game mode thôi. Giống như là một cái chỗ để bắn lộn thôi ba, tôi nghĩ là vậy ha. Ừ, chứ không phải chỗ để cày ba. Ờ, tôi thấy tụi nó là kiểu giống như là vô cái map đúng không? Thấy chiêu rút ra giống vậy á. Mình rút mình bốn đứa, cái bên kia cũng bốn đứa đi kiếm đồ, vừa kiếm đồ rồi vừa phải survival là kiểu như chắc sinh tồn nữa. Ủa sao tôi thấy lúc mà mới đầu vô nó đồ nó yếu nha. Đồ giống như đồ xanh vậy á, đồ xanh lá cây mà đúng rồi. Cái đồ bên survival hình như là đồ điên đúng không? Có nghĩa là lúc mà ông qua bên một cái survival là giống như qua một giống như qua một cái thế giới mới vậy, là đồ bên này á, nó không có tính hay sao á. Nó không nó bên đồ bên này không còn nữa. Là tính là ông không có đồ, không có gì hết luôn á, là ông phải đi đúng rồi. Lúc đầu vô là cầm cái súng lục đó. Đúng rồi, đã mà. Phải đi lượm mấy cái cục gì để ông ráp ra đồ để mà ông thích thở. Về tạo đồ lại á. Hình như là tôi thấy là chơi đi lượm ba cái gì á, ba cái giống như ba cái blue green vậy á, xong rồi về tạo đồ lại. Đúng rồi, phải tạo ra, từ hôm bữa tôi coi là nó phải tạo cái gì để chống lạnh đó ba. Trong đó là nó có lạnh nữa ba. Ông đi hồi. Ừ, đúng rồi, ông phải đứng ngay mấy cái nhóm. Đứng ngay mấy cái nhóm lửa á. Đứng ngay mấy cái nhóm lửa, mấy cái củi á. Để giữ nhiệt độ á. Còn chứ không lấy hồn lạnh quá ông chết. Đúng rồi. Hay mà này nó thực tế chứ bộ. Thấy survival hay á. Rồi, đang đợi ra rồi. Tôi nghĩ là nó không phải là để cày đồ. Tại đúng rồi, nó vô nó chơi không à, vô chơi mới, cách chơi mới thôi. Tại hay mà đã không cần survival mà ông đã lên 256 rồi, tại nó là 256 là nó ra cùng với cái patch của tụi thằng survival trên Xbox, tức là đồ cũng chỉ mới max 256 à. Tôi nghĩ là sau này nó đi thì nó cho ông đồ đó, nhưng mà supply ở trên kìa mấy bạn. Còn phút mấy lần mà lo gì? Chứ là supply bắn lẹ mà. Nhưng mà ý là hết giờ thua à. Ờ thì trong vòng 1 phút nữa lên bắn. 55 giây rồi nè. Tôi nghĩ lên chạy lên đi ba. Supply đâu? Supply trên lầu á. Tôi hết siêu rồi. Rồi có gì không? Spot lại thử rồi. À thấy rồi. Chết là Skill đi. Chạy lên chạy bắn đi nghe. Ok rồi nghe. Rồi ok rồi vô tư đi. Vô tư rồi. Rồi cái con phải dán nhanh chán. Giờ chuyển sang bắn tôi ông ơi, nguyên một bầy luôn. lên. Giờ sao chạy lên. Có cái cầu thang đó, có cầu thang á. Có một cái cầu thang ở đây nè. Hoặc hình như ông đặt cái dưới tầng dưới trên này nó cũng dính mà đặt cái gì á. Nhưng mà tôi đang active cái skill kia rồi. À rồi. Để tôi chết cho cover chết đây. Chào mọi người, tôi chết đây. Mà nãy tôi đặt cái skill xuống rồi mà không kịp. Trời ơi. Gì? Nghĩa à? Đang gục. Tại sao? Đang ngủ. Tại sao? Nghĩa không nói là có người lên cứu Nghĩa rồi. Làm hiếu chạy lên. Tôi thấy đâu biết ông chạy lên đâu. Rớt đồ xanh lá cây luôn rồi nè. Ủa cái thằng nào chữ phát ghê vậy? Em 700 mạnh không? Em mà 700 á hả? Tôi có rồi, để tôi test thử rồi nè. Nhưng mà để tôi để vô start hay con mẹ gì rồi. Tôi để vô start hay con gì rồi. Có disrupt hay con mẹ gì á, tôi không xài skill được quay. Má tôi bắn lộn cái smart. Tôi bắn lộn cái smart cover vô cái tường bên kia rồi ba. GG Hiếu. Team này đi ngon chứ. Khỏi Hiếu. Tôi để sẵn rồi. Tại vì nếu mà mỗi lần ông gục đó, ông cho nó chết đó. Ông hồi full cây luôn. Ý tôi nói team này đi ngon nè. Bữa tôi đi 2-3 phút. Team này đi lẹ. Team này đi lẹ chứ bộ. Tôi thay face rồi nè. Á, team này ngon với cái lái. Á. Đánh 20 phút là team chuẩn luôn rồi á.
chuẩn VGL luôn á, chuẩn VGL mới đi được 20 phút đó ba. Cái này cũng dễ, cái mấy cái pha này đúng dễ. Final mà cái đó dễ là do ông đi chung với hai thằng này thấy đánh được đấy chứ má, ông đi chung với mấy thằng con ngu giống như hồi trưa tử đi má sắp mặt lờ đù ông ấy, ông chỉ cần thấy đi phase một á mà đi mà thấy đi lâu ơi là lâu á là ông hiểu là tương lai là sao rồi đó. Hiểu tôi tương lai là tôi số một m 700 nè, mô đồ 700 nè, mà sao cái này nó nhìn nó cái ban đầu nó yếu dữ ta. Có một cái cây B416G3 có Competent Destructor. Rồi xong. Rồi xong rồi Nghĩa ơi. Gì Nghĩa đâu rồi? Sao vô gì? À hết hồn, tôi tưởng bị lắc mà. Hồi đó tôi chơi, hồi đó chơi được lâu á, ngay cái cửa này nè. Cái cửa này nè Nghĩa. Tụng FPS hoài luôn ba. Ừ à, ông chưa bị cái lỗi kia đúng không? Lỗi gì? Cái lỗi mà cái cửa này nè. Hồi đó nếu mà ông đứng đủ 4 đứa là nó mở cái cửa đúng không? Ờ. Hồi đó tôi chơi á, nó đứng đủ 4 đứa trước luôn, đéo mở luôn, lóc hoài luôn. tôi có cái biết cái là hôm bữa đang đánh ra nó đang load face mới vừa vô thang máy cái rush game luôn, what the fuck. Tôi chỉ biết cái đó là tại má đang xong phase 2 luôn rồi nè, xong phase 2 giống tới đứng ngay cái cửa đợi mở cửa lên phase 3. Rồi lóc rồi xong bốn thằng đứng đồ đó để chết đĩ nhẹ luôn về luôn đợi đồ 5-10 phút luôn à, lấy súng bắn rồi bắn banh cửa luôn á đéo banh mà rồi ao má mất trời má đúng tiếc luôn á đi ba phay á nha đi ba phay mà tới phay thứ hai phay thứ ba cửa đấy mở thì ông có bắn thiếu gì cửa đấy mà không nó không có bắn thiếu gì á bắn full nó luôn nó xong nó commit luôn rồi mà, nó báo commit luôn rồi mà. Mà còn ví dụ như lỡ còn mấy con này nọ sao không nhồng không chưa bắn hết nó cho mở cửa. Không có à, tụi bữa cái lúc đó lên Reddit coi á, tụi nó cũng nhiều thằng báo á, nhiều thằng báo đó là bị lỗi. Tôi chỉ bị đang cái tự nhiên vừa mới load cái face mới xong cái rush game luôn, what the fuck. game GG. À. Thằng kêu nhắn tin bên PlayStation hỏi ủa bị gì vậy? Rush game nếu vào lại được luôn, giờ cái mất mẹ rồi. Cái này nó ừ. Cái như bắn răng á ba, má cho mình vô lại ba, chứ đang chơi đùng phát. Cái này nhìn cái này ghê ghê ba. Đùng phát cái nó bay mẹ luôn rồi. Tự nhiên đùng phát là ông rush ông đâu vô lại được nữa, kiểu như ông cái kêu ông rush cỡ nào thì ông cũng có ra cũng vô lại được à. Mới cái kêu cục vàng mà tôi tưởng cái đầu vàng ba. Beat Boss Rolling Lieutenant 1-2. À, này dễ. Tôi đi. Có mấy thằng đĩ cầm cái khiên đập đó mà. Sợ vô, sợ gì? Mà đi bốn thằng mà lo gì? Ôi, đó, cái này dễ mà. Cầm cái khiên đập. Nè, để nè. Mình là thằng một thằng làm sao bắn lại bốn thằng được. Engineer nó bắn trộn mấy cái cục của nó bắn là đạn lửa được luôn. Hư cấu phải cái lồn nha. Thì mình cũng có cái gì á, cái skill mà giống y chang đó thôi. Một cái việc tôi thấy phiền chỗ là đang bắn cái ông phải chùi lửa gì á. Phải ngồi phủi phủi ha. Ờ, phải phủi phủi. Đang bắn cái ngồi phải phủi phủi bữa. Đó, phủi phủi tiếp nè. Tôi bắn chưa được cái gì phủi phủi phủi. Sợ cháy người sao, không bắn tiếp cái gì đâu mà. Phi lôn chết. Không mà cũng đốt, tại vì ông của ông chết mẹ ông sao không. Ờ, nè phủi nữa nè. Sniper này nhìn có vẻ chuyên nghiệp. Nhìn cách nó ăn mặc bận đồ á kiểu. Hút máu cái nhện rồi, chết rồi mày. Tụi phủ tiếp. Đó, phủ nữa. Đạn lửa mà, ông kêu phải phủi thôi. Phủi liên tục. Team này ngon, đánh skill nó để skill ngon là đánh ngon thôi. Nó đi á, tôi mà thường mà team nào mà không có để thằng nào để bu sẵn á mà tôi để bu chứ, mà tụi nó không biết đổi qua mấy skill khác á. Smart cover á là thấy má team nó thua chắc. Lần nào tôi chơi cũng thấy vậy á. Ừ, nhưng mà đa phần tôi chơi hồi đó tôi chơi là vậy á. Má team mà có một thằng để bu rồi á là lúc nào cũng phải có một thằng để smart cover chung á. Má hai nó họp vô má OB lắm ba.
Thì cái boost là để buff vào smart cover mà. Có không cham nha. Tắt rồi. Ồ, tắt lẹ vô cơ lơ. Shotgun. Bắn rồi, mới vô bắn liền. Mới vô là bắn liền rồi. Ngủm liền. Ngủm củ tỏi. Nấp chỗ thông minh dễ sợ. Ây trời má, dính lửa bắt đầu chứ cái cục gì nó nổ vậy. Dính điện qua. Dính điện. Mẹ đang bắn giữa chừng cái đó, cái nó phụi tiếp ba má, dính lửa tiếp. Ê cái mấy cây sniper của tụi nó bắn nó đẹp quá ha, bắn cái nó ra. Rồi cái đường xé gió. Đường xé gió qua đẹp quá. Và cái đường xé gió cái tia sáng qua. Hai thằng này kìa, boss ra chưa? Bắn được hai thằng đệ tử của thằng kia rồi kìa. Ừ, sắp xong rồi, thay ba mà đi. Thay ba mà đi, ba cái này là lẻ nhất luôn á. Thay ba mà đi này là lẻ lắm luôn á. Investigate má này là. Rồi đi điều tra đây kìa ba. Hai này đứng làm gì vậy? Hùng hít à. Ê nó kìa đó kìa đó kìa. Sao đóng cái gì? Lấy nó không lùi lại được không? Nè. Bắn im trợ coi. Đó, hai thằng bắn một thằng mau chết lắm ba. Đương nhiên ba. Thì à, ý là tôi biết rồi nhưng mà ý là cách nói vậy vãi ca vãi vãi ca nghĩa ý là cách vãi ca nghĩa là ai gục vậy bộ ơi bộ nó lại đây bộ sao gì gục chung hả à? Kia nó bắn cái gì giống cái đạn gì giống như trong cái Falcon Lost đó ba. Hồi đó bắn xong cái nó rớt cái ù nó rớt đồ luôn rồi kìa. Cái thanh niên này lẹ vãi. Có gặp boss chưa mà rớt đồ lẹ à. Chưa. Sao rớt đồ sao? Tôi có thấy gì đâu. Hunter Fee. À lâu ông bắn boss á. À lâu ông bắn mấy con boss cũng ra nè. Ờ mấy con đi mini boss cũng lâu ra ba. Nhưng mà tôi tưởng là mới đó bắn boss rồi hả? Chưa gì thấy, chưa thấy cái gì mà. Nè giờ chuẩn bị ra nữa nè. Lùi lại đi. Còn thằng lửa này nó tự nhiên có lửa nữa. Cleaner nè, tự nhiên có thằng Cleaner đây nè. Tụi nó Cleaner mà, đám nó Cleaner mà. Tôi tưởng Riker hay con mẹ gì đó. Sao? Hiếu đừng chết Hiếu à. Investigate nó Hiếu à, nó ở dưới lận. Sai rồi. Nhảy xuống mẹ đi. Ê còn thằng nữa ba. Ơ má lỗi và cơ lờ phủi đấy chứ má bắn không được quá lỗi quá quá lỗi ừ đừng có nó bắt lên nhảy lên lại kìa lầy quá ý. Nghĩa thì hồi báo đi Hiếu lầy tệ quá chứ tôi xong rồi ai ngờ ông vừa ông nhảy xuống ông chết luôn. Thôi, đang delay rồi. Chắc có đạn dược gì ở đây không? Có hai thằng vô gia cư nè ba. Tôi nghĩ chắc có đạn dược gì đây chứ. Tôi không thấy mẹ gì. Má, xàm ghế ba. Hai thằng vô cư ở đây mà đéo bị tụi nó giết mà. Trong khi đó đủ mấy thằng vô gia cư ở ngoài đời ở ngoài đường thì đủ có bị đập đủ mấy giả mang đủ mấy nó nằm trong này nó cách tụi kia có bao nhiêu mét đâu thì chắc tụi kia nó mà tôi nghĩ nó phải giết hết chứ tại vô gia cư mà à, coi cái trailer là Cleaner nó cầm nó đi giết hết đó là nó làm sạch thế giới mà là phải giết cả người dân vô tội nó cũng giết mà nhưng mà tụi restock mà. Mà tôi nghĩ trong đây á chắc là ngoại lệ quá. Chắc tụi này thấy tụi này tội quá không nỡ giết. Bà này có thằng nữa nè. Phải. Thằng này nó sợ ánh sáng nó mặc cà rồng quá. Con thằng này nữa nè. Nó ngủ mẹ luôn rồi. Chết không? Không. Rồi mà nếu chết bà bắn chúng đó mà nếu chết bà phục máu luôn á. Làm sao mà chết được bà? Phục cho máu ra luôn. À rồi biết cái chỗ này rồi.
Chỗ này cũng đỡ, cũng không đến nỗi nào. Đỡ, không có cái mà đứng ngay mấy chỗ mà đoàn tàu đúng không? Ờ, mấy chỗ tàu, mấy chỗ đó mới khó. Ga tàu kiểu á, đánh khó và cờ là không có chỗ nấp. Ừ, không có chỗ nấp. Còn mấy chỗ này thì khỏe rồi, sướng rồi. Ừ, ăn cái bộ vãi nghĩa. Không, tôi thấy nó rồi, tôi bắn cái đùng với ai rồi, máu à. Ăn 7 cấp canh nè. 7 cấp canh, Rainbow Six quá ha. Investigate, ôi ôi ôi. Ôi, cái mấy bé. Incoming hostile. Hiếu đạp. Hiếu đạp nhưng mà nghĩa dính. Ờ, má Hiếu mất dạy và cờ. Ở đây có cái co bò nè. Ngon lành liền. Miễn chỗ nào có co bò ngon đánh là được rồi. Ô, anh Yên kêu rồi. Mỗi lần bị vô này chóp FPS liên tục đây. Hồi đi mấy đứa, hồi đi. Có gì weapon port này nè. Đồ mới rơi đồ xanh. Thấy không? Đồ bận quá chứ mấy đồ xanh. đồ xanh này phải xanh. Ba cái thời. Đồ xanh lam mới vậy. Xanh lam á, ba cái thời trang thôi. Rồi biết mà xanh lam á. Hiếu ra bị dính khói mù mịt. Vậy mà chứ Hiếu cũng giết được hai đứa, ba đứa. Cái gì mà tôi bắn cái thằng kia nó cứ đè ép sang tôi bên tay trái nãy hoài luôn. Tiếp. Đấy, ra nữa kìa. Thằng này nó thay thế cho cái đám shotgun hồi đó mà. Ờ. Là tức là mỗi bên cũng có shotgun, nhưng mà bên này thì nó thể lại. Cái đám Winner này thì, cái đám Winner thì không có shotgun. Nó chiếm bựa quá. Thiếu nè. Ủa sao các bạn để bị mất mặt trận vậy? Mặt trận giờ bị quân địch kiểm soát rồi ba. Các bạn nè, để cho nó giật giật khu vực của mình. Đỡ hơn rồi, không có chỗ nắp ba. Mày xông lên, tôi có máu nè. Xông lên, sợ con mẹ gì, đúng không? Sợ con mẹ gì. Cứ bắn thoải mái cho anh. Không bị gì phải xoắn. Giống như để đánh như Clear, giống như bắn Clear Sky vậy á. Ừ, má vừa chết đi chồng cái là má mày xin. Má hết tụi bay hết cái đứa mà phải gọi ra rồi, gọi lính ra rồi. Rồi gọi ra rồi. Chưa được tần nhau đó ba. Boss được tần nhau đó ba. Boss ơi, đằng sau quá. Worker lên sao đổi hướng nhanh vậy? Khá tụi bay khá. Được, tụi bay được. Đổi hướng, giỏi. Giỏi. Đây còn thằng nữa kìa. Được cái đổi hướng rất là lẹ. Đổi sắc mặt lờ. Ờ, hôm bữa đó, hôm bữa tôi với ông đi á, cái nó đổi hướng từ đằng sau á, tao đâu thấy đâu. Ừ. Cái gục luôn đó. Không biết mẹ gì đâu. Ừ, gục luôn. Cái đùng cái tự nhiên đâu đó. Ừ, boss rồi. Skill luôn hả? Đồ má chóp. Má chóp FPS thấy thương luôn. Nè, chơi cái này hay tưởng tượng chúng ta đang chơi trên máy vi tính của Hiếu đó. Hiếu 28 fps. Đúng nghĩa đen luôn, đúng 28 fps luôn các bạn. Đúng rồi, tụi này chóp cao lắm cũng 2 mấy fps à, lâu hơn lâu lâu chứ sắp chóp xuống 15 nữa mà nó chi 28. Nó còn mà má y chang máy Hiếu luôn, chết liền. Đéo hơn gì máy Hiếu thì con của ông coi mấy, coi nằm năm mấy bao nhiêu á chứ không nhớ nữa. Scarlet không? Được Scarlet nổi không? Không, còn đâu mà không Scarlet đâu. Haswell. Ừ. Trời ơi, đang bắn một con on fire nữa. Dính lửa ở đâu. Lập đồ đi, lỡ có nguyên đám chết hết thì chúng ta vẫn có đồ. Nó chạy rồi, đồ nó đùi thôi ba. Một phần chạy, thằng cuối chạy rồi. Rest of the Nomad, Dead Eye. Đồ chứ. Batman Dead AK. Đồ, ba face ngon. Lên 26 luôn rồi. Quốc cái lên 37 luôn nè. Thế rồi đánh easy quá ta.
rồi. Nó bị disrupt mà cái nó nổi mà cái chữ face complete nó mờ luôn ba. Nó bị cái gì mà cái chữ face complete nó mờ luôn, underground gì nữa, kiểu mờ hết luôn. Và cái starter effect. Mỗi lần vô starter effect cái nó mờ, nó nổi cái chữ kia nó cũng mờ, còn một món nữa mà, món vàng nữa mà. Thì để anh vinh dự mở cái hộp này. Hiếu lẹ vật cơ lưu. Ôi sao tôi đéo có luôn. Ủa Hiếu, ông Hiếu không thấy đồ gì không Hiếu? Không. Ờ đúng rồi, tôi cũng đang tính hỏi là ba, ông thấy đồ gì không ba? À, tôi thấy. Đồ màu gì ba? Màu vàng. Ôi sao tôi đéo thấy luôn ba. Cái này mở màu vàng không à, ít khi nào màu xanh lắm. Không phải là tôi đéo thấy con mẹ gì luôn á ba. Không thấy đồ vàng, không thấy đồ gì luôn á ba. Thôi. Không thì thấy thôi. Thì thôi. Thôi thôi con mẹ gì ba phay đó Hiếu. Lỡ một cái món rồi đó. Ba face đó Hiếu. Three fucking faces. Thì con nó cho đồ gì ngon ngon. Cái súng nào thay thế cái súng tôi. Tính thảy cái súng vào cho thằng nhân vật nam của tôi á. Dạo này không có chăm nó, ba súng cũng hơi cùi cùi. GBS Live mà đi cái này đi ba phay ngon chứ. Hai này đánh hiểu ý nhau vừa là. Ờ hai này đánh được hả? Má hiếm lắm, hiếm lắm mới kiếm được. Hiếm lắm mới kiếm được mấy bé như thế này. Ờ. Đi 4 cái direct tiếp nha ba, chỉ phải 2 cái, rồi 3 cái. Có nhiều thằng nó đi, tôi thấy nó đi á, nó đi 3 cái direct tiếp và nó đi khổ mắt tôi đi xuyên tường luôn Hiếu. What the fuck? Tôi đi xuyên tường. Đù, sao bạn kia out rồi? Tại sao bạn kia out vậy? Why? Đù out hết rồi. Chắc no, no. Rồi, nghỉ rồi, chắc nghỉ rồi. Rồi đi coi có đồ gì ngon không? Xe không? Vest of the Nomad. Tăng dam resilient dam to elite. Các bạn lại nghĩ. Rồi một cái mặt nạ nè. Cái mặt nạ này hồi đó nó có cái talent này ngon nè. Rehabilitated nè. Mỗi lần mà nó hồi đó nó có cái glitch đó Hiếu. Ờ. Ông có cái glitch mà hồi tôi đi làm cái Lexington Event Center á. Ờ. Cái ông vô ông làm một cái ông chọi bao nhiêu người ông á. Xem cái ông dính Starlight Effect từ đầu tới cuối luôn. mà ông ấy là ông bị gì hết nha. Nhưng mà ông vẫn dính status effect từ đầu tới cuối. Cái đâm ra cứ mỗi một giây ông được hồi 2% nó hồi máu liên tục luôn. Cái xong giờ nó fix cái vụ rehabilitated này rồi. Hồi đó cái sao là này nó ảo VGL glitch everywhere. Xài cái glitch này máu ông gần như bất tử mẹ luôn rồi. Đánh Dazzle nào đó bắn nó xài cái này nó hồi máu gì điên. Dead Eye, Hunter, Alpha Bridge 2001 luôn. Đó đây mặc vô thôi. Tôi có 3 món rồi ba. Mặc vô hy sinh đam và cờ lờ luôn á. Hy sinh đam quá trời luôn. Alpha Bridge, Hunter Fae. Chưa được cái này. Set này đang ngon, vẫn chưa thấy món nào ngon hơn ba. Black Market AK, AK. Có Predatory, cái này hồi máu hút máu nè Hiếu. AK mới lụm rồi có hút máu nè Hiếu. Đây. Ừ hút mà hút nhiều nha, phải hút ít nha ba. Cái mà ông kia là hút có 10% máu, còn này là Redatory nó hút tới 35% máu là ba, hồi 20 giây lận. Còn kia hồi có cao lắm 10 giây. À đẹp using a skill increase the critical hit chance. Xài skill tăng critical hit. Này cũng không cần á. Talented killing a target increase skill. Má primary má lên. Primary của ông là gì? Cái DPS cây chính của ông bao nhiêu? Ha. DPS là cây chính à, 268. Cây càng á. Sập là 244. Vậy hả? Má của tôi lên tới 305 phải sao luôn. Nhưng mà cây càng á hả? Cũng ngon rồi, để tôi mở cái hộp này ra cái giống gì. Sentry. Balo Sentry. Cũng được. Phoenix Reddit cho quá trời. Classic AK 47. Kinh mấy. Spec of bad 1500 luôn. Tôi đang xài một cái Class Military AK-47M. Cây nào nó yếu hơn tí nhưng mà nó có cái gì đây.
Ủa cái chén gì không không có cái gì ngon hết luôn. Con này rồi mà thì có deadly sẵn, có deadly sẵn, có commanding. Commanding cũng không cần thiết lắm, nhưng mà cây này thì có deadly sẵn ngon. Hút máu nè, có hút máu nè. À đẹp. Ông muốn tôi thử coi tôi thử vận may không hiểu. Để tôi đi roll cái cây Black Market AK lên deadly nè. Má cây này có hút máu rồi nè. Má cái talented cũng không cần thiết lắm mà. Sao cái hai cái này nó cần phải bỏ nhiều cái skill lắm bà. Hiểu. Gì? Sao. Cái cây này nó cần phải bỏ nhiều cái skill á. Có nên mua hòm không hay là đi đập cái này đập lại quá. Tại vì thấy mà mỗi lần đi đánh á. Tôi rời nhóm cái nhẹ coi, để chạy lên roll lại coi. Chạy lên roll lại đồ thử coi. Để xem lên được cái kia không. Mấy câu này để thử vận may của Nghĩa. Deadly for the win. Hay là sao? Ông chưa roll ra cái gì deadly luôn hả? Oh, fuck. Đây là hiếu nhỏ và cơ là tôi có mấy cây deadly luôn các bạn. Tôi nhường cái cây deadly lại cho tôi để cho thằng nhân vật nam bên kia xài vậy. Một cây deadly, cái cây đó hồi đó tôi xài tôi quay cái mấy hôm bữa chứ tôi quay clear sky với cái gì không là cái cây đó, đó. Giờ cái cây này nó bắn ổn định hơn cả cái cây đó mà đam nó cao hơn cây đó nữa. Ủa mà striker máu nhiều. Striker từ để coi. Hat Douglas hình như 222.000 á. Hấp là cũng cao mà đam cũng cao. Nói ừ nhưng mà có điều là skill power thấp ba. Nhiều. Skill power hiện tại có 91.000 rồi. Skill gần tới 140 mấy lần, 146.000. Nó tính ra thì cái bộ Fabric với cái tôi set chung với tụi bộ Predator á. Tính thì ra chịu thôi chứ nó cân bằng hơn nhiều. Tính ra tôi cũng gần tôi cũng như bù lại cái skill power cao quá. Tôi chưa bận đủ đồ mà. Má tôi thấy tôi cũng đủ lắm rồi đó, mà thấy cũng chưa hài lòng lắm á. Classic AK. Black Market AK. Có nên thử không ta? Black Market cây này talent ngon ấy mà sao đam yếu dữ vậy? Đi coi lại coi. Black Market. Nó bị reroll nó cho đấu xe được đâu phải không ta? Mà cái này xe cái Classic AK. Tính ra thì hai cây này nó na ná nhau, nó giống nhau luôn rồi. Cái chỉ số nó giống nhau và lần nó khác nhau cái vụ mà talent thôi. Talent này được cái hút máu ngon. Điển hình cái cây trước tôi xài nó hút máu kinh dị vậy luôn. Black Market thử ơi. Để gắn phụ kiện các đồ cái kiểu ơi. Ôi vãi, gắn cái nồng ngắm tuốt trên đây. Má vãi cái gắn cái nồng ngắm tuốt trên đây. Trăm 94.000. 96.000 suppressor. 248.000 kinh vậy. Standard magazine, cái này là đang first web vector. Nãy mới lập được cái mod cũng ngon. 166.000 cộng 82.000, tính ra cái này nó tăng được có mấy 4.000, 248.000. Predatory, Adept, Talent, để coi thử đam á. Tại nếu mà cái kia mà tôi xài á là
đam một phát cũng hai mươi mấy ngàn, 21 ngàn, 21 ngàn, nếu mà thử với trường tập bắn là hai mấy ngàn á. Thử xem cái Black Market AK có nên reroll lại không. 21 ngàn, 21 ngàn, 21 ngàn, 21 ngàn, lên headshot coi. 40 ngàn, 40 ngàn, 40 ngàn, dễ, nó không bằng cái kia. Cái kia đam nó cao hơn nhiều. Hai mốt ngàn, 22 ngàn, 52 ngàn, 52, 40 ngàn. Cây này không rít lên khó thấy quá. Đâu Hiếu còn chơi không Hiếu? Hiếu nghe. Sao im lặng luôn rồi ba? Đang hồi hộp ba, đang rôn đồ hả? Ủa chứ gì hồi hộp giống nội? Quá tự nhiên cây này quá. Sao? Vụ gì nữa? Cây này rôn cái destruct không ra luôn. Không, ý là cái cây này rôn sẵn. Đây là 1, 2, 3, rôn lên. Deadly danh. Ủa má, không có deadly rồi bà. Nhưng mà bù lại có brutal destructive. Nên lấy Brutal hay Destructive đây. Tại cây này Brutal thì nó tăng headshot dam 12%. Này thì bắn xuyên giáp. Thường mấy cây nào có deadly thì tôi chọn bắn xuyên giáp không. Thử cái này coi. Tại trước sau thì cây này mình không có xài nhiều nữa chứ. Chắc tôi để cái cây này cho bên con nam chính kia. Tại tính ra cây này bắn cũng ngon, đam gần bằng con kia rồi. Hai mốt ngàn sáu bảy bảy đam hết sọt 42, 49, 54 ngàn. Cũng được. Và DPS, 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 DPS lên 323 ngàn. Kính đâu phải cái lồn. Rồi có lẽ mình sẽ tạm dừng ngay tại đây và hẹn gặp các bạn trong những tập tiếp theo của The Division. Có lẽ mình sẽ đi nhiều cái underground hơn và nhiều cái hơn những tập tiếp theo sẽ là nái như vậy. Và nhiều tập underground, đi nhiều cái underground khác nhau. Và sắp tới là nếu có survival mình sẽ quay survival tiếp theo luôn. Chúng ta còn cái DLC cuối nữa là The Last Stand, nhưng mà cái đó chưa ngày ra mắt chính thức. Ok, và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo của The Division. Nhớ like và subscribe nhé, bye bye.